Mỗi năm có hơn 1.000 ca điều trị nấm hỏng ở các cơ sở thiếu uy tín được Lavender Bạch Tràng tiếp nhận. Bắn kim trị nấm, chấm nấm axit, tiêm trị nấm hay bắn laser, rất nhiều phương pháp mà chị em sử dụng ở các địa chỉ không uy tín. Nó gây ra các biến chứng cực kỳ nguy hiểm như bào mòn da, tăng sắc tố, thậm chí bị tổn thương vĩnh viễn, không thể phục hồi. Cuộc cách mạng công nghệ nấm mới phá vỡ mọi quan điểm cũ về nấm. Trị nấm tận gốc vĩnh viễn không còn là điều không tưởng. Vela Expert phiên bản cải tiến vượt trội 2022 là phác đồ trị nấm phù hợp nhất với làn da phụ nữ Việt. Nhờ phác đồ thông minh tích hợp loạt công nghệ tiên tiến, laser Pico Pro, công nghệ laser xung pico dây đầu tiên và duy nhất trên thế giới, độ rộng xung lên tới 900 pico dây, gấp 4 lần hiệu quả điều trị, lần đầu tiên cho phép xóa nám tận gốc vĩnh viễn 100%, mang tới hiệu quả toàn diện, sáng da, nhỏ lỗ chân lông, xóa nếp nhăn, lấp đầy sẹo rỗ chỉ ngay sau lần điều trị đầu tiên, an toàn tuyệt đối, FDA chứng nhận không có tác dụng phụ. Tế bào tươi BioCell, công nghệ độc quyền phục hồi da khỏe gấp 3 lần, bổ sung hỗn hợp peptide, amino acid, hyaluronic acid, khôi phục bề mặt da ướt mịn, ức chế tổng hợp melanin khiến nám không tái phát, tăng hiệu quả tác động laser lên gấp 5 lần. Ánh sáng SR lần đầu tiên áp dụng vào tiến trình trị nám, bước sóng cường độ cao lên đến 25 joule trên cm khối, quang phổ rộng từ 580 đến 980 nanomet, cho da trắng bật 3 tông, đồng thời xe khít lỗ chân lông 90%, không chỉ xóa nám tận gốc không tái phát, mà còn tái sinh da toàn diện, căng bóng, trắng mịn. Vela Expert phiên bản cải tiến vượt trội 2022, số 1 trị nám trắng da.